Một trận dông diều của chúng ta đã thiệt hại rất nhiều con. Nát tạp ra nhà các bạn nhé. Cũng bị thiệt hại. Mất đôi dép. Mất cả dép, cả giày luôn. Gãy lây luôn. Nóng là được. Không ảnh hưởng tới gì được. Mình nó làm trong cái bãi nước. Bãi nước cái dãy nhà đó. Rồi đây thiệt hại đây. Lên tiếp. Xong trận mưa tơi tả diều luôn. Đây gọi đây, thiệt hại đấy. Đấy, nát không thấy được nhiều luôn, mặc dù hả con chặt bé rồi không thấy được nhiều luôn, bẻ nát cần sáo luôn, cắt đâu đó sầu rồi đó. Đang muốn chín dông nha. Cột vào đây. Này rất nhiều nha các bạn nha. Ngày đang mưa lớn các bạn ạ. Coi tàu ha. Đang trời mưa đây. Mưa quá rớt hết rồi các bạn ạ. Đang mưa rồi. Phải nói là bộ môn này rất cực khổ nha. Thấy chưa? Đây là trong biệt phủ. Rớt hết, đang mưa lớn quá. Đó. Gió này là lên ngon đó, gió này lên ngon đó. Mưa quá các bạn ạ.